Trong những năm gần đây, chiến tranh trên đất liền đã trở thành một vấn đề nóng bỏng trên toàn cầu. Các cuộc xung đột và xung đột vũ trang đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho con người và xã hội. Trong video này, chúng ta sẽ phân tích một số yếu tố quan trọng liên quan đến chiến tranh trên đất liền và những tác động của nó. Một trong những yếu tố quan trọng nhất là nguyên nhân gây ra chiến tranh trên đất liền. Có nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm tranh chấp lãnh thổ, chính trị, tôn giáo và kinh tế. Những mâu thuẫn này thường dẫn đến sự xung đột và cuối cùng là chiến tranh. Việc hiểu rõ nguyên nhân này là cực kỳ quan trọng để tìm ra cách ngăn chặn và giải quyết các cuộc xung đột. Một yếu tố khác cần phân tích là tác động của chiến tranh trên đất liền đến con người và xã hội. Chiến tranh gây ra những thiệt hại về mặt vật chất và tinh thần. Các cuộc xung đột vũ trang gây ra hàng ngàn người thiệt mạng và hàng triệu người phải lưu vong. Ngoài ra, chiến tranh còn gây ra những tác động kinh tế và xã hội sâu sắc, ảnh hưởng đến sự phát triển và ổn định của một quốc gia. Một khía cạnh quan trọng khác cần xem xét là vai trò của cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết chiến tranh trên đất liền. Các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc và các tổ chức phi chính phủ đã đóng vai trò quan trọng trong việc hòa giải và giải quyết các cuộc xung đột. Tuy nhiên, cần có sự hợp tác và cam kết mạnh mẽ từ tất cả các bên liên quan để đạt được một giải pháp bền vững và hòa bình. Trên cơ sở phân tích trên, chúng ta có thể thấy rằng chiến tranh trên đất liền là một vấn đề phức tạp và đòi hỏi sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng quốc tế. Để ngăn chặn và giải quyết các cuộc xung đột, chúng ta cần tìm hiểu rõ nguyên nhân và tác động của chiến tranh, cùng với sự hợp tác và cam kết của tất cả các bên liên quan. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể xây dựng một thế giới hòa bình và ổn định cho tương lai. Trong những năm gần đây, chiến tranh trên biển đã trở thành một chủ đề nóng hổi và thu hút sự quan tâm của nhiều người. So với chiến tranh trên đất liền, chiến tranh trên biển có những đặc điểm riêng biệt và ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta một cách đáng kể. Trong video này, chúng ta sẽ phân tích sự khác biệt giữa chiến tranh trên biển và chiến tranh trên đất liền. Một trong những khác biệt quan trọng nhất giữa chiến tranh trên biển và chiến tranh trên đất liền là môi trường chiến đấu. Trong chiến tranh trên biển, các cuộc tấn công và phòng thủ diễn ra trên mặt nước, trong khi trong chiến tranh trên đất liền, các cuộc tấn công và phòng thủ diễn ra trên mặt đất. Môi trường biển khá khắc nghiệt và không thể dự đoán, với sóng lớn, gió mạnh và điều kiện thời tiết thay đổi liên tục. Điều này tạo ra những thách thức đáng kể cho các lực lượng tham gia chiến tranh trên biển. Một khác biệt quan trọng khác là phạm vi và quy mô của chiến tranh. Trong chiến tranh trên đất liền, các cuộc tấn công và phòng thủ thường diễn ra trong một khu vực cụ thể, như một thành phố hoặc một vùng lãnh thổ. Trong khi đó, chiến tranh trên biển có thể diễn ra trên toàn cầu, với các cuộc tấn công và phòng thủ xảy ra trên các đại dương và biển lớn. Điều này tạo ra một quy mô lớn hơn và một phạm vi rộng hơn cho các hoạt động chiến tranh trên biển. Một khác biệt quan trọng khác giữa chiến tranh trên biển và chiến tranh trên đất liền là sự ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của con người. Trong chiến tranh trên đất liền, các cuộc tấn công và phòng thủ thường ảnh hưởng trực tiếp đến các cơ sở hạ tầng và cư dân địa phương. Trong khi đó, chiến tranh trên biển có thể ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế trên biển, nhưng không ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của con người trên đất liền. Tuy nhiên, chiến tranh trên biển có thể gây ra những tác động không mong muốn đến môi trường biển và động vật sống trong đại dương. Trên cơ sở phân tích trên, chúng ta có thể thấy rằng chiến tranh trên biển và chiến tranh trên đất liền có những khác biệt quan trọng về môi trường chiến đấu, phạm vi và quy mô, cũng như sự ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của con người. Tàu đổ bộ đã trở thành một phần quan trọng trong các cuộc tấn công trên biển hiện đại. Với khả năng vận chuyển và triển khai quân đội trên bờ, tàu đổ bộ không chỉ mang lại sự linh hoạt và tốc độ cho các lực lượng tấn công, mà còn có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Một trong những ý nghĩa quan trọng của tàu đổ bộ là khả năng tạo ra sự bất ngờ trong cuộc tấn công. Khi tàu đổ bộ tiếp cận bờ biển từ xa, kẻ thù thường không thể dự đoán được điểm tiếp cận chính xác. Điều này tạo ra một yếu tố bất ngờ và làm cho kẻ thù phải phân tán và phân tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng tấn công tiến vào bờ biển. Ngoài ra, tàu đổ bộ cũng mang lại sự linh hoạt cho cuộc tấn công. Với khả năng di chuyển nhanh và đa dạng, tàu đổ bộ có thể triển khai quân đội ở nhiều vị trí khác nhau trên bờ biển. Điều này cho phép lực lượng tấn công tận dụng các điểm yếu của kẻ thù và tạo ra sự đa dạng trong chiến thuật tấn công. Một ưu điểm quan trọng khác của tàu đổ bộ là khả năng vận chuyển và triển khai lực lượng lớn. Với sức chứa lớn và khả năng vận chuyển quân đội, tàu đổ bộ có thể đưa lực lượng tấn công lên bờ biển một cách nhanh chóng và hiệu quả. Điều này giúp tăng cường sức mạnh tấn công và tạo ra sự áp đảo đối với kẻ thù. Tuy nhiên, tàu đổ bộ cũng đối mặt với những thách thức và rủi ro. Kẻ thù có thể triển khai các biện pháp phòng thủ chặt chẽ để ngăn chặn tàu đổ bộ tiếp cận bờ biển. Ngoài ra, tàu đổ bộ cũng phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công từ trên bờ bởi các hệ thống phòng không và pháo binh. Do đó, lực lượng tấn công cần có kế hoạch chi tiết và sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó với những thách thức này. Tóm lại, tàu đổ bộ không chỉ mang lại sự linh hoạt và tốc độ cho cuộc tấn công trên biển, mà còn có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Khả năng tạo ra sự bất ngờ, linh hoạt và vận chuyển lực lượng lớn là những yếu tố quan trọng trong việc đạt được sự thành công trong cuộc tấn công trên biển. Trong lĩnh vực chiến tranh hải quân, sự phát triển của công nghệ đã tạo ra nhiều loại tàu hấp dẫn được thiết kế để thống trị cả trên biển và đất liền. Trong số này, tàu tấn công đổ bộ là minh chứng cho sức mạnh chiến lược. Những tàu này là sự kết hợp độc đáo giữa khả năng triển khai sức mạnh hàng hải và viễn chinh, cho phép các quốc gia nhanh chóng triển khai lực lượng mặt đất và máy bay tới các bờ biển xa xôi. Video này đi sâu vào 5 tàu tấn công đổ bộ mạnh nhất thế giới, khám phá khả năng và đóng góp của chúng trong chiến tranh hải quân hiện đại.
Tàu tấn công đổ bộ, lịch sử. Khái niệm tấn công đổ bộ đã có từ nhiều thập kỷ trước, với những ví dụ lịch sử như cuộc đổ bộ Normandy trong Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, phải đến nửa sau thế kỷ 20, việc phát triển tàu tấn công đổ bộ chuyên dụng mới bắt đầu hình thành. Những tàu này được thiết kế đặc biệt để vận chuyển và triển khai lực lượng mặt đất, xe bọc thép và máy bay cho các hoạt động tấn công nhằm vào các vị trí của kẻ thù dọc theo bờ biển. Chúng đóng vai trò là công cụ quan trọng để triển khai sức mạnh quân sự ở những vùng xa xôi và tạo điều kiện cho các nỗ lực cứu trợ nhân đạo và thiên tai. Shinsumaru, nguyên mẫu tàu tấn công đổ bộ. Shinsumaru, được chế tạo vào năm 1934, là tàu đổ bộ được chế tạo có mục đích đầu tiên trên thế giới. Đây là nguyên mẫu tiên phong của tàu tấn công đổ bộ. Đáng chú ý vì thiết kế đột phá, nó tự hào có một sàn giếng có khả năng ngập nước để thả tàu đổ bộ từ một cổng mở ở đuôi tàu. Ngoài ra, con tàu còn có một nhà để xe khéo léo ở tầng boong dành cho các phương tiện, cho phép phương tiện xả trực tiếp lên cầu tàu. Mặc dù được trang bị máy phóng cho máy bay nhưng thủy phi cơ hoạt động vẫn vắng mặt. Tuy nhiên, con tàu có thể vận chuyển và dỡ hàng máy bay, một khái niệm được phát triển thêm ở những chiếc kế nhiệm như Akitsumaru, hãng đã giới thiệu một sàn cất cánh ngắn. Các chức năng cải tiến của Shinsumaru tạo tiền đề cho khả năng của các tàu tấn công đổ bộ hiện đại. Danh sách 5 tàu tấn công đổ bộ mạnh nhất thế giới. 5 tàu tấn công đổ bộ mạnh nhất thế giới là lớp America, Mỹ, lớp Wasp, Mỹ, lớp Type-075, Trung Quốc, lớp Canberra, Úc và Juan Carlos, Tây Ban Nha. 1. Lớp America, Mỹ, nhà sản xuất, Huntington Ingalls Industry, phòng đóng tàu Ingalls. Người điều hành, Hải quân Hoa Kỳ. Chi phí chương trình ban đầu cho 3 tàu ước tính là 10.094 tỷ đô la Mỹ, 3,4 tỷ đô la Mỹ mỗi chiếc trong năm tài chính 2015. Vận hành, các tàu đã được đưa vào vận hành từ năm 2014. Hạm đội đang hoạt động. 2. Tàu tấn công đổ bộ lớp America là tàu tấn công đổ bộ mạnh nhất thế giới. Hiện tại, chúng là những con tàu lớn nhất từng được chế tạo trong hạng mục của chúng. Chúng là biểu tượng cho cam kết của Hoa Kỳ về ưu thế hải quân. Vượt trội hơn cả một số tàu sân bay về quy mô, những chiếc tàu đáng gờm này báo trước một kỷ nguyên mới về khả năng tác chiến đổ bộ. Bắt nguồn từ lớp Wasp, lớp America là minh chứng cho sự đổi mới liên tục. Những con tàu này tự hào có không gian boong mở rộng và cơ sở nhà chứa máy bay mở rộng, có thể chứa được nhiều máy bay hơn bên dưới boong. USS America, con tàu dẫn đầu được đưa vào hoạt động năm 2014, hiện là tàu hoạt động duy nhất của lớp này, với một chiếc đang được đóng và chiếc thứ ba đang được lên kế hoạch. Lớp America được thiết kế để thay thế lớp Tarawa đã cũ, mang đến những khả năng tiên tiến. Được tối ưu hóa độc đáo cho máy bay vận tải cánh quạt nghiêng MV-22 Osprey và máy bay chiến đấu đa năng tàng hình F-35B STOVL, lớp America có thể đóng vai trò là tàu sân bay nhỏ. Sự kết hợp linh hoạt giữa máy bay trực thăng và máy bay STOVL, bao gồm F-35B JSF, MV-22 Osprey, US-1 Huey, CH-53 EC Stallion, có thể được cung cấp tùy theo yêu cầu của nhiệm vụ. Trong khi hai tàu đầu tiên trong lớp này ưu tiên các hoạt động hàng không có boong giếng, ưu tiên triển khai máy bay trực thăng, thì các tàu lớp America sắp ra mắt sẽ trang bị boong giếng để tấn công đổ bộ trên biển. Tính linh hoạt này cho phép các hoạt động an toàn hơn và có lợi thế chiến lược hơn. Với sức chứa lên tới 1.700 lính thủy đánh bộ và trang thiết bị của họ, lớp America được coi là biểu tượng cho sức mạnh hàng hải của Hoa Kỳ, đảm bảo hành động toàn cầu nhanh chóng và quyết đoán. 2. Lớp Wasp Mỹ, nhà sản xuất, bộ phận đóng tàu Ingalls. Người điều hành, Hải quân Hoa Kỳ. Chi phí, khoảng 2 tỷ đô la ước tính năm 2021. Vận hành, các tàu đã được đưa vào vận hành từ năm 1989. Hạm đội đang hoạt động. 7. Lớp Wasp, lớp kế thừa của lớp Tarawa, nổi lên như một tiến bộ đáng kể về khả năng tác chiến đổ bộ. Dẫn đầu bởi tàu USS Wasp được đưa vào hoạt động năm 1989, những con tàu này có chung thân tàu và kỹ thuật cơ bản với những chiếc tiền nhiệm. Trong thời gian được giới thiệu, các tàu lớp Wasp được coi là tàu tấn công đổ bộ lớn nhất thế giới, mặc dù các tàu lớp America tiếp theo đã vượt qua chúng về kích thước. Một tính năng đột phá của lớp Wasp là khả năng độc đáo của chúng khi vận hành cả máy bay AV-8B Harrier 2 và một đội thủy phi cơ LCAC. Những tàu này có thể chứa tới 3 LCAC hoặc 12 LCM, cho phép thực hiện các hoạt động đổ bộ linh hoạt. Các tàu lớp Wasp được thiết kế để chở một đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến hùng mạnh gồm 2.000 người. Tàu đổ bộ vận chuyển quân đến bãi biển, trong khi máy bay trực thăng hỗ trợ việc triển khai nội địa. Những tàu này cũng có thể chứa 61 xe tấn công đổ bộ AAV-7A1. Tự hào với sàn đáp với 9 điểm hạ cánh trực thăng, lớp này hỗ trợ nhiều loại máy bay. Có thể triển khai tối đa 42 hiệp sĩ biển CH-46, máy bay trực thăng tấn công AH-1 Sea Cobra, CH-53E Super Stallion, US-1 Ensign Huey và SS-60B Seahawk có thể thích ứng. Trong vai trò chiến đấu, lớp này có thể chứa từ 6 đến 8 chiếc AV-8B Harrier 2, với sức chứa tối đa là 20 chiếc. Lớp Wasp là minh chứng cho cam kết của Hoa Kỳ về khả năng viễn chinh đổ bộ, đóng vai trò then chốt trong chiến tranh hải quân hiện đại. 3. Lớp Type-075 Trung Quốc, nhà sản xuất, công ty đóng tàu Hu Dong Chong Ua. Người điều hành, Hải quân PLA. Chi phí, không xác định. Vận hành, các tàu đã được đưa vào vận hành từ năm 2021. Hạm đội đang hoạt động. 3.
Năm 2011, Trung Quốc bắt tay vào một nỗ lực đầy tham vọng, bắt đầu phát triển thế hệ tàu tấn công đổ bộ mới lớp Tai-075. Rõ ràng, chúng lấy cảm hứng từ các tàu tấn công đổ bộ của Mỹ. Đáng chú ý, con tàu dẫn đầu được đóng với tốc độ đáng kể, coi đây là một công việc hoàn toàn mới đối với ngành đóng tàu của Trung Quốc. Chiếc đầu tiên được đưa vào hoạt động vào năm 2021. Lớp Tai-075 thể hiện sự gia tăng đáng kể khả năng đổ bộ của Trung Quốc, vốn cho đến nay vẫn dựa vào các bến vận tải đổ bộ Tai-071 nhỏ hơn và kém năng lực hơn. Dự kiến sẽ mang theo khoảng 30 máy bay trực thăng, bao gồm các mẫu Z-8, Z-9, Z-18, K-28 và K-31. Trong khi khả năng tiếp nhận máy bay VSTOL vẫn tồn tại, Trung Quốc hiện thiếu máy bay phù hợp cho mục đích này, bất chấp các sáng kiến phát triển động cơ đang diễn ra. Hơn nữa, thiết kế linh hoạt của lớp Tai-075 có thể chứa được nhiều tàu đổ bộ hoặc một cặp thủy phi cơ loại 726A, giống như LCAC của Mỹ. 4. Lớp Canberra, Úc, nhà sản xuất Navantia, Ferron, Tây Ban Nha và B-System Australia, Victoria. Người điều hành, Hải quân Hoàng gia Úc. Chi phí, 1,55 tỷ đô la Úc, ước tính năm 2007 cho mỗi đơn vị. Vận hành, các tàu đã được đưa vào vận hành từ năm 2014. Hạm đội đang hoạt động, 2. Các tàu tấn công đổ bộ lớp Canberra của Australia, tuy nhỏ hơn so với các tàu Mỹ, nhưng là biểu tượng cho cam kết của quốc gia này về sức mạnh hàng hải. Tàu SMAS Canberra được đưa vào hoạt động năm 2014 đã báo trước một kỷ nguyên mới về năng lực hải quân Australia. Được thiết kế bởi một công ty Tây Ban Nha, lớp Canberra có những điểm tương đồng với lớp Juan Carlos I của Tây Ban Nha. Cả hai lớp đều có chung kích thước nhưng khác nhau về cách bố trí bên trong và cấu trúc thượng tầng của hòn đảo. Những tàu đa chức năng này kết hợp sức mạnh của khả năng tấn công trên không và đổ bộ. Juan Carlos I vượt trội về năng lực trên không trong khi lớp Canberra chiếm ưu thế trong các hoạt động đổ bộ. Với sức chứa 1.125 lính thủy quân lục chiến, có thể mở rộng lên 1.600 người trong thời gian ngắn, các con tàu này có hai sàn xe dành cho các phương tiện hạng nhẹ và hạng nặng, có sức chứa khoảng 45 xe tăng chiến đấu chủ lực hoặc nhiều phương tiện nhẹ hơn. 4 tàu đổ bộ LCM-1Y được đặt trong bong giếng để chuyển quân, phương tiện và tiếp tế vào bờ. Sàn đáp phục vụ cho trực thăng NS-90 hoặc S-70BC Hawk, có chỗ cho tối đa 4 trực thăng cỡ Chinook lớn hơn hoạt động đồng thời. Có thể chứa 8 máy bay trực thăng cỡ trung bình trong nhà chứa máy bay, thêm 10 máy bay trực thăng có thể được chứa trong bong phương tiện hạng nhẹ. Đáng chú ý, các con tàu có đường dốc nhảy trời, với những sửa đổi tiềm năng cần thiết cho máy bay cánh cố định như F-35B, mặc dù các kế hoạch hiện tại không bao gồm hoạt động của chúng. Lớp Canberra đánh dấu những tiến bộ chiến lược hàng hải của Australia, củng cố khả năng của nước này trong các hoạt động hải quân khu vực và toàn cầu. 5. Juan Carlos I Tây Ban Nha, nhà sản xuất Navantia, người điều hành, Hải quân Tây Ban Nha. Chi phí 462 triệu euro, vận hành 2010, hạm đội đang hoạt động 1. Được đưa vào hoạt động vào năm 2010, tàu tấn công đổ bộ Juan Carlos I được coi là đỉnh cao của năng lực hải quân Tây Ban Nha. Có chung kích thước giống như lớp Canberra của Úc, Juan Carlos I nổi bật nhờ cách bố trí bên trong và cấu trúc thượng tầng đảo khác. Đặc điểm nổi bật của con tàu nằm ở khả năng của lực lượng không quân mạnh mẽ, sánh ngang với khả năng tấn công đổ bộ vượt trội của lớp Canberra. Được thiết kế để chứa máy bay VSTOL cất cánh và hạ cánh thẳng đứng ngắn, con tàu có 8 chỗ cho máy bay Harrier AV-8B, 4 chỗ cho trực thăng hạng trung CH-47 Chinook và 1 chỗ cho máy bay vận tải cánh quạt nghiêng V-22 Osprey. Con tàu có thể chứa tới 30 máy bay, chứng tỏ khả năng hàng không linh hoạt của nó. Mặc dù có khả năng không chiến đáng gờm nhưng Juan Carlos I vẫn có khả năng bay hoàn hảo. Nó có thể chứa tới 900 lính thủy đánh bộ, nó cũng mang theo 46 xe tăng chiến đấu chủ lực. Khả năng đổ bộ của nó tăng lên khi có 4 tàu đổ bộ cơ giới LCM hoặc một thủy phi cơ đơn LCAC ở bến đuôi tàu. Những điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đổ bộ liền mạch. Tàu Juan Carlos I đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ lợi ích hàng hải và triển khai sức mạnh bên ngoài bờ biển Tây Ban Nha. Tổng hợp 5 tàu tấn công đổ bộ mạnh nhất thế giới. Tóm lại, tàu tấn công đổ bộ đang đứng ở ngã tư giữa sức mạnh hải quân và khả năng viễn chinh. Những tàu này cho phép các quốc gia nhanh chóng triển khai lực lượng của mình trên đất liền và trên biển. Chúng đã trở thành công cụ không thể thiếu cho chiến tranh hiện đại và các hoạt động nhân đạo. Các lớp America, UAP, Tai-075, Canberra và Juan Carlos I là minh chứng cho những công nghệ tiên tiến và tầm nhìn chiến lược. Khi các động lực địa chính trị tiếp tục phát triển, những con tàu này sẽ vẫn là tài sản quan trọng trong việc định hình diễn biến các sự kiện toàn cầu.